xách ba lô lên và đi thật xa khỏi chốn này. Nhấc chiếc phone lên gọi cho 500 anh em đến đây. Mình cùng nhau khám phá những miền đất mới. Mình cùng nhau rẽ lối đi khắp phương trời. Còn chờ gì nữa, thời thanh xuân có bao lâu. Tuổi trẻ phải đi trải nghiệm thế giới muôn màu. Chỉ có một lần thôi, cho nên ta hãy